Chào mừng quý vị khán giả đã đến với bản tin Nhịp đập thể thao của webthethao.vn. Chúng tôi hân hạnh mang đến cho quý vị những thông tin nóng nhất xoay quanh những hoạt động thể thao trong và ngoài nước. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam nguy cơ văng khỏi top 100 FIFA sau 3 năm. Phùng Thị Huệ giành huy chương vàng cuối cùng ở giải Jiu-Jitsu Thế giới. Chúng ta thấy gì sau trận thua của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Nhật Bản? Đội tuyển Việt Nam nguy cơ văng khỏi top 100 FIFA sau 3 năm. Dù phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước đội tuyển rất mạnh là Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy được tinh thần thi đấu và sự nỗ lực vượt bậc ở một sân chơi lớn. Sau khi kết thúc trận đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thưởng động viên toàn đội 500 triệu đồng và nhắc nhở toàn đội tiếp tục tập trung chuẩn bị thật tốt cho trận đấu lượt về gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út vào ngày 16 tháng 11 tới đây. Bên cạnh đó, với trận thua trước đội tuyển Nhật Bản vào tối qua, nguy cơ văng ra khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA của thầy trò huấn luyện viên Park Seo đang là rất lớn. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng vị trí thứ 98 trên bảng xếp hạng FIFA với 1.222 điểm. Đội xếp 100 thế giới là Palestine kém đội tuyển Việt Nam 11 điểm. Sau trận thua hôm qua, đội tuyển Việt Nam mất 6,1 điểm. Nguy cơ trượt khỏi top 100 đang hiện diện với đội tuyển Việt Nam khi ở lượt tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Park Seo sẽ đối đầu với Ả Rập Xê Út trên sân nhà. Nếu thất bại, đội tuyển Việt Nam sẽ trừ 7,8 điểm và nếu hòa, đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng 4,7 điểm. Brazil giành vé đầu tiên tới World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Đội tuyển Brazil chiếm ưu thế trước Colombia trên sân nhà nhưng chỉ ghi được một bàn duy nhất do công của Lucas Paqueta. Tuy nhiên, chiến thắng tối thiểu này vẫn đủ để Brazil đặt vé chính thức đầu tiên ở Nam Mỹ tới World Cup 2022. Sau 13 lượt đấu, Brazil đã thể hiện sức mạnh vượt trội, giành 34 trên 36 điểm tuyệt đối, gồm 11 thắng và 1 hòa, chỉ mất điểm trong trận hòa không bàn thắng với chính Colombia ở lượt đi. Hiện tại, Brazil đang đứng đầu bảng, hơn đội thứ 5 Colombia và thứ 6 là Uruguay tới 18 điểm. Điều đó có nghĩa là thầy trò huấn luyện viên Tite đã về đích trước 6 lượt đấu. Phùng Thị Huệ giành huy chương vàng cuối cùng ở giải Jiu-Jitsu Thế giới. Vào ngày hôm qua 11 tháng 11, Phùng Thị Huệ là võ sĩ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tranh tài ở giải vô địch Jiu-Jitsu Thế giới 2021. Cô bước vào hạng dưới 45kg, nội dung Newaza là thuần vật khóa xiết, cùng 7 đối thủ khác đánh theo thể thức loại trực tiếp. Sau 3 trận thắng liên tiếp đều bằng các đòn khóa xiết tuyệt đối, Phùng Thị Huệ hoàn thành mục tiêu giành tấm huy chương vàng cuối cùng ở nội dung này, kết lại một hành trình thành công cùng các đồng đội. Đây cũng là tấm huy chương vàng lịch sử cho Jiu-Jitsu ở nội dung vật khóa xiết, nội dung trọng điểm của các giải đấu Jiu-Jitsu trên toàn thế giới. Người không chân chạy nhanh nhất thế giới Pistorius sắp ra tù sau vụ bắn chết bạn gái. Vận động viên khuyết tật nổi tiếng Oscar Pistorius chuẩn bị ra tù sau khi đồng ý gặp cha mẹ của Reva Sincam, người bạn gái mà anh đã sát hại và bị kết tội giết người vào năm 2013. Pistorius, vận động viên có biệt danh người không chân và từng 6 lần đoạt huy chương vàng Paralympic, đã đủ điều kiện để được ân xá kể từ tháng 7, nhưng vẫn phải ngồi tù vì cuộc gặp giữa anh và cha mẹ của Sincam vẫn chưa được sắp xếp. Pistorius đã bị kết án 13 năm 5 tháng sau khi bắn cô bạn gái Sincam, một người mẫu xinh đẹp, qua cửa phòng tắm trong nhà anh vào ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 năm 2013. Theo luật pháp Nam Phi, Pistorius đủ điều kiện để được ân xá sau khi chấp hành xong một nửa bản án. Hãng tin AP đưa tin rằng một cuộc điều trần đối với Pistorius đã được lên kế hoạch vào tháng trước và sau đó bị hủy bỏ vì cuộc gặp đối thoại giữa vận động viên khuyết tật này với Barry và Justin Cam, cha mẹ của nạn nhân chưa được tiến hành. Luật sư Julian Nye của Pistorius tiết lộ, các quan chức của Bộ Cải huấn Nam Phi đã lên kế hoạch cho phiên điều trần tạm tha, nhưng cuộc điều trần đã bị hoãn lại khi không có báo cáo đầy đủ về thời gian ở tù của Pistorius. Cha mẹ của Sincam đã yêu cầu một cuộc gặp trực tiếp với Pistorius trước khi anh được xem xét thả sớm khỏi trung tâm cải huấn và trại tạm giam Atterickville ở thủ đô Pretoria, Nam Phi, cũng như quyền của họ theo chính sách đối thoại giữa nạn nhân và người phạm tội ở nước này. Trước đó, ông bà Barry và June Sincam đã tiết lộ rằng họ muốn hỏi Pistorius về lý do tại sao anh bắn con gái họ. Barry và June Sincam được phép đưa ra các khuyến nghị sau cuộc họp của họ với Pistorius lên hội đồng ân xá ở Nam Phi, mặc dù chưa biết họ có phản đối việc người không chân được thả tự do hay không. Pistorius đã giành được 6 huy chương vàng tại Paralympic từ lần đầu ra mắt tại Athens năm 2004 đến London 2012. Vận động viên khuyết tật chạy nước rút nổi tiếng này cũng trở thành người không chân đầu tiên thi đấu Olympic dành cho các vận động viên lành lặn tại London 2012. Anh từng là thành viên của đội tiếp sức 4x400m
đã giành được huy chương bạc tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Daegu, Hàn Quốc một năm trước đó. Pistorius luôn khẳng định rằng anh đã nhầm Stinkam với một kẻ đột nhập và ban đầu bị kết tội ngộ sát trước khi tòa án phúc thẩm tối cao của Nam Phi lật lại phán quyết và tuyên án Pistorius tội giết người. Anh bị kết án 6 năm tù vào năm 2016 trước khi thời hạn tù được tăng lên 13 năm 5 tháng vào năm 2017. Chúng ta thấy gì sau trận thua của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Nhật Bản? Trước một đối thủ hơn hẳn về trình độ, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi đầy cố gắng. Song, điều đó không thể giúp họ tránh được một thất bại ở trận đấu trước đội tuyển Nhật Bản. Vậy chúng ta thấy được gì sau trận đấu này? Thứ nhất, đẳng cấp được thể hiện. Với việc chỉ phải gặp một đội tuyển Việt Nam thua kém về trình độ, dàn sao của đội tuyển Nhật Bản thi đấu khá tự tin và không hề tỏ ra nóng vội trong việc ghi bàn thắng. Với sự nhìn hơn về thể hình, thể lực cùng kỹ thuật cá nhân, người Nhật dễ dàng kiểm soát thế trận bất chấp những nỗ lực dâng cao chơi pressing của đoàn quân áo đỏ. Và khi thi đấu ở thế cửa trên, đoàn quân của huấn luyện viên Moriyasu đã không khó khăn để tìm đường vào lưới của đối thủ. Bàn thắng mở tỷ số của Samurai Xanh xuất hiện sau một loạt những tình huống phối hợp và xử lý cá nhân không hề có động tác thừa của họ. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam gần như bất lực trong việc tổ chức tấn công về phía đối thủ. Những chiến binh sao vàng thiếu đi những mảnh miếng phối hợp giàu tính đột biến để có thể mở ra cơ hội để Tiến Linh hay Công Phượng dứt điểm. Trong thế bế tắc, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tìm kiếm cơ hội ghi bàn từ những cú sút xa. Tuy nhiên, đó đều là những cú sút thiếu chính xác hoặc không thể gây nên khó khăn cho thủ môn Suichi Gonda. Thứ hai, Junya Ito chơi nổi bật nhất trận đấu. Có thể nói trong dàn sao của Nhật Bản ở trận đấu này, Junya Ito chính là người thi đấu xuất sắc nhất. Cầu thủ này là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Samurai Xanh giành trọn vẹn 3 điểm tại Mỹ Đình. Bàn thắng đó đã cho thấy sự nhanh nhẹn và tốc độ đáng nể của cầu thủ chạy cánh phải này khi anh đã chiến thắng Hồng Duy trong pha đua tốc độ để thoát xuống đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho trận đấu. Thứ ba, công nghệ VAR lần đầu có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Sau những thất bại liên tiếp gây bất lợi cho đội tuyển Việt Nam, cuối cùng, tới trận Việt Nam thua 0-1 Nhật Bản vào tối ngày hôm qua, công nghệ VAR cũng đã giúp ích cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở thời gian vào cuối hiệp 1, vẫn là Junya Ito một lần nữa đưa bóng vào lưới đội tuyển Việt Nam sau pha dứt điểm rất đẳng cấp của mình. Nhưng rất may là bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Thứ tư, Minamino gây thất vọng. Dù là ngôi sao nhận được sự quan tâm nhiều nhất bên phía đội tuyển Nhật Bản khi đang thi đấu cho Liverpool, nhưng trong trận đấu vào tối ngày hôm qua, ngôi sao 26 tuổi không để lại quá nhiều dấu ấn ngoài đường kiến tạo thuận lợi để Junya Ito lập công. Có thể việc phải di chuyển một chặng đường dài từ Anh Quốc về Việt Nam kéo dài tới gần 30 giờ đồng hồ đã khiến Takumi Minamino không có được thể lực và cảm giác bóng tốt nhất. Đây cũng là điều được tiền đạo này thừa nhận sau khi sang Việt Nam. Và có lẽ việc không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, thế nên Minamino không có nhiều cơ hội trước khung thành đội tuyển Việt Nam. Và hệ quả là tiền đạo này đã phải sớm rời sân ngay đầu hiệp 2 để nhường chỗ cho đồng đội Asano Takuma. Thứ năm, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam có một ngày thi đấu tốt. Bất chấp việc phải đối đầu với đội bóng đang là đương kim áo quân châu Á, nhưng có thể nói, Quý Ngọc Hải và các đồng đội đã chơi khá tốt để ngăn chặn các pha tấn công của đối thủ. Ngoại trừ bàn thua ở giữa hiệp 1, thì trong quãng thời gian còn lại, hàng phòng ngự của chúng ta đã chơi rất tập trung và không mắc thêm những sai lầm như các trận đấu trước đó. Việc chỉ để thua với tỷ số tối thiểu 0-1 trước Nhật Bản cũng là có phần đóng góp không nhỏ của Bùi Tấn Trường khi thủ môn sinh năm 1986 đã chơi khá ổn định với những tình huống ra vào và phản xạ cứu thua xuất sắc. Thắng tối thiểu Việt Nam với tỷ số 1-0 cũng cho thấy rằng đoàn quân của huấn luyện viên Moriyasu vẫn còn rất nhiều việc phải làm với hàng công nếu muốn có vé dự World Cup ở bảng B. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi mang lại cho quý vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.